Thưa quý vị và các bạn, khi phát hiện mắc COVID-19 thì hầu hết người dân đều có tâm lý là hoang mang lo lắng. Nhiều người tìm kiếm các thông tin thuốc chữa bệnh trên các trang mạng xã hội. Thời gian gần đây thì các loại thuốc kháng virus sách tay từ nước ngoài về cũng được nhiều người lùng sục. Vậy thì F0 điều trị tại nhà cần làm gì để nhanh khỏi bệnh? Liệu có nên mua thuốc tự chữa F0 bán trên mạng hay không? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập đến trong chuyện tối nay ngày hôm nay với khách mời là thạc sĩ bác sĩ Tô Hoàng Dương, phó trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Đầu tiên thì xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời đến với trường quay ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, thưa anh, cái câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới anh đó là anh là một người mà đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc là tiếp xúc với F0 này và sau đó là điều trị cho các F0 và đồng hành cùng với F0, đặc biệt là trong khoảng thời gian này chúng ta thấy là có rất là nhiều F0 đang tự điều trị tại nhà. Vậy thì anh có thể cho biết là khi mà mới biết tin mình là F0, khi mà biết tin mình là mắc bệnh thì tâm lý và phản ứng của người mắc virus SARS-CoV-2 sẽ như thế nào ạ? Vâng, xin chào chị Vân Trang cũng như xin kính chào các quý vị khán giả của đài truyền hình kỹ thuật số VTC14. Trong cái thời gian qua thì chúng ta đã có 3 năm chúng ta trải nghiệm với cái đại dịch COVID-19 này, và bản thân với tư cách là một bác sĩ như chúng tôi thì không những là điều trị và đồng hành cùng với các bệnh nhân F0 tại Hà Nội thì chúng tôi cũng đã có một cái khoảng thời gian trải nghiệm hơn 2 tháng ở tăng cường chống dịch cho các cái tỉnh phía Nam, và trong cái thời gian qua thì chúng tôi tăng cường cho tỉnh Tiền Giang, và đó cũng là những cái cơ hội mà chúng tôi tích lũy được rất nhiều những cái kinh nghiệm trong cái quá trình điều trị. Thì trở lại cái câu hỏi của chị Vân Trang, thì khi mà một cái bệnh dịch mới xảy ra như này mà nó mang tính chất là bùng phát, bùng nổ toàn cầu, thì rõ ràng là khi với bất kỳ ai, khi người ta biết tin hoặc là có những cái dấu hiệu của một cái F0 thì chắc chắn là sẽ không thể tránh khỏi những cái tâm lý hoang mang lo sợ, hoang mang về cái sức khỏe của bản thân và hoang mang là mình có cái nguy cơ lây nhiễm cho gia đình, và cái cách điều trị, cách theo dõi như thế nào cũng là một cái câu hỏi lớn. Dạ vâng ạ. Rõ ràng là mọi người điều đầu tiên là hoang mang lo lắng, và đặc biệt là lo lắng cho những người thân, đúng không ạ? Bởi vì rất dễ là có thể mắc, và nếu như bản thân mình mắc thì không sao, nếu như là người cao tuổi trong nhà có người cao tuổi này, hay là có người có bệnh lý nền, thì quả thực rằng là cái việc tự điều trị, chăm sóc bản thân rồi là cách ly với những người khác là cái điều vô cùng quan trọng. Vậy thì thưa anh, thêm một cái điều nữa mà chúng tôi muốn anh chia sẻ với quý vị khán giả, đó là như là cái thực trạng mà chúng tôi đã nhắc tới trong đầu tiểu mục, thì bởi vì cái tâm trạng hoang mang lo lắng đó mà đã có rất là nhiều người họ cũng đã lùng sục tìm kiếm những loại thuốc đặc trị. Và có những loại thuốc thì đã được Bộ Y tế cấp phép, nhưng cũng có những loại thuốc mà cái người sử dụng họ không thể nào kiểm định được nguồn gốc cũng như là chất lượng. Vậy thì cái điều này có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ như thế nào ạ? Vâng ạ. Trước cái sự bùng nổ của các vấn đề đại dịch trong ở Việt Nam cũng như toàn cầu nói chung, và đặc biệt trong cái thời gian qua thì cái số lượng bệnh nhân mắc F0 ở Hà Nội thì tăng lên rất là đáng kể, và trong qua các cái thông tin phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta đều biết là trong những cái thời gian gần đây là Hà Nội là đứng đầu bảng về cái số lượng người bệnh mắc COVID. Thì rõ ràng đó là một cái thách thức, một cái sự quá tải đối với toàn bộ hệ thống y tế cũng như các cái đơn vị chức năng. Rõ ràng cái nhu cầu được tư vấn, được giám sát của người dân nó đã vượt quá cái sự cung cấp của hệ thống y tế. Nên là ngoài cái câu chuyện về hoang mang thì người dân đã sẽ rơi vào một cái tình trạng, cái tâm lý là chúng ta sẽ tự lo cho bản thân mình, và trong đó thì tìm kiếm các cái nguồn thông tin xem là chuẩn đoán theo dõi điều trị như nào, sử dụng gọi là bác sĩ Google đấy. Ngoài ra thì sao là các cái vấn đề về cung ứng thuốc, thì rõ ràng là với một cái sự bùng nổ đấy thì cũng không thể ngay một lập tức là chúng ta có thể cung ứng đầy đủ được, thì sẽ có một cái tình trạng thực trạng là sẽ sử dụng các cái thuốc không rõ nguồn gốc. Thì một là sao là các cái thuốc đấy vì không rõ nguồn gốc nên cũng không ai đảm bảo được cái vấn đề chất lượng nó sản xuất như nào. Thứ hai nữa là các cái vấn đề về chỉ định hay chống chỉ định thì thường nó sẽ rất là được sử dụng một cách lạm dụng, thậm chí bừa bãi, và không phải là cái thuốc nào cũng được sử dụng cho tất cả mọi cái đối tượng F0 khác nhau. Mỗi người lớn tuổi khác, phụ nữ có thai hoặc là trẻ em cũng sẽ khác. Và ngoài ra thì cái việc sử dụng thuốc mà không có cái sự tư vấn cũng như theo dõi của cán bộ nhân viên y tế thì chúng ta sẽ không thể biết được cái đáp ứng điều trị như nào, các cái tác dụng phụ như thế nào.
Vâng ạ, thế nhưng mà người dân thì vẫn rất là hoang mang lo lắng bởi vì chúng ta đều biết là virus SARS-CoV-2 là một loại virus mới và chúng ta vẫn đang phải từng ngày mày mò cách để đối phó với nó. Và đối với những người bệnh thì quả thực rằng là trong khoảng thời gian vừa rồi thì trên mạng xã hội có rất là nhiều những cái nguồn thông tin, người thì bảo nên làm thế này, người thì bảo nên làm thế kia, rồi có những người mà sau khi họ đã chữa khỏi rồi họ cũng chia sẻ lại kinh nghiệm cho những cái người mà sau này mới mắc. Vậy thì bác sĩ có những cái điều gì, có những cái lời khuyên nào tới quý vị khán giả là khi mà chúng ta mắc COVID-19 thì chúng ta nên tự điều trị như thế nào, và liệu chúng ta có nên nghe theo những cái lời khuyên trên mạng xã hội không ạ? Vâng. Thực ra thì cũng không thể phủ nhận được cái câu chuyện là gọi là chữa bệnh mang tính chất truyền miệng, rồi là bác sĩ Google, đó là một cái thực trạng ở đất nước của chúng ta. Tuy nhiên là chúng tôi cũng vẫn khuyến cáo một cái điều rất là quan trọng, đó là vì là cái câu chuyện về chuyên môn nên tất cả những cái thông tin đều phải có cái tính chất chính thống. Chính thống thứ nhất là các cái khuyến cáo của Bộ Y tế về chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID nói chung và chăm sóc bệnh nhân F0 ở nhà nói riêng thì thường xuyên được cập nhật, được khuyến cáo. Chúng tôi trong ngành y tế đã được tập huấn, được update một cách rất là kịp thời. Ngoài ra thì các bệnh nhân F0 ở trong cộng đồng thì có thể là căn cứ vào các cái nguồn thông tin một cách chính thống nữa, đó là các cái trang web của Bộ Y tế, của các cái bệnh viện lớn, các tác giả rồi các chuyên gia về y tế phát biểu, thì đấy là những cái thông tin chính thống. Thêm vào nữa là trong cái thời gian qua thì rất nhiều các cán bộ y tế đã tham gia vào các cái mạng lưới bác sĩ đồng hành, rồi là tổng đài 1080, nhằm nỗ lực để cung cấp những cái thông tin mang tính chất là chính thống và đồng hành với từng người bệnh F0 từ cái lúc chẩn đoán, trong cái quá trình theo dõi sử dụng thuốc, phát hiện những cái biến chứng và có những cái sự tư vấn, trường hợp nào có thể yên tâm điều trị ở nhà, trường hợp nào có các cái dấu hiệu chuyển nặng thì sẽ đề nghị để nhập viện sớm để tránh những cái hậu quả đáng tiếc. Vâng ạ, đấy là điều vô cùng quan trọng ở thời điểm này đối với những người mắc COVID-19, bởi vì là sự tư vấn của bác sĩ bao giờ cũng là những cái kim chỉ nam để họ có thể làm thế nào họ bảo vệ sức khỏe của bản thân mình và cả gia đình và cộng đồng nữa. Tuy nhiên có một cái điều mà không chỉ là những cái bài thuốc hay là những cái kinh nghiệm được chia sẻ trên mạng xã hội, mà còn có những người lo lắng đến cái mức là mua những cái thuốc kháng virus về để tích trữ, thậm chí là uống trước khi mà có những cái dấu hiệu chuyển nặng. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn đó là trong trường hợp nào thì những người mắc COVID-19 mới cần sử dụng đến thuốc kháng virus ạ? Vâng, về thuốc kháng virus thì hiện nay thì trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những cái hàng sách tay, hàng sôi nổi, hàng không rõ nguồn gốc. Thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu và có rất nhiều trong cái số đó thì bản chất nó là các cái thuốc ở nước ngoài người ta dùng để điều trị các loại cúm của đường hô hấp. Ví dụ như adenovirus, cúm virus, cúm A, cúm B là những cái cúm thông thường. Đã có rất nhiều nghiên cứu rằng là nó có cái tác dụng cho cái điều trị virus COVID-19 hay không, thì rất nhiều các nghiên cứu đã trả lời câu hỏi là không có tác dụng, và không những thế lại đem lại rất là nhiều những cái tác dụng không mong muốn, đặc biệt là trên đường tiêu hóa. Thì những cái đó thì các cái nghiên cứu đã chứng minh rồi. Hiện nay thì theo thông tin của Bộ Y tế thì chúng ta mới chỉ có cấp phép cho 3 cái đúng loại rồi. Thuốc mà được sử dụng, áp dụng để cho điều trị COVID-19, đó là favipiravir, monunpiravir và remdesivir. Thì hai cái thuốc uống ấy, thì nó sẽ dành cho các cái bệnh nhân mà có cái triệu chứng từ nhẹ đến trung bình, tức là các bệnh nhân điều trị ở nhà. Thế còn remdesivir thì là cái thuốc sử dụng đường tĩnh mạch, thì chắc chắn là sử dụng trong cơ sở y tế rồi. Thế thì chúng ta sẽ trở lại cái nội dung câu hỏi, tức là ngoài ba cái thuốc đó ra thì rõ ràng ở Việt Nam chúng ta hiện nay là những cái thuốc khác là không có tác dụng. Đó. Thứ hai nữa là các cái người bệnh mà F0 nhưng không có triệu chứng thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta chưa phải sử dụng các cái thuốc kháng virus này, chúng ta chỉ theo dõi, dùng các cái thuốc một chút, các cái thuốc nâng cao thể trạng, nghỉ ngơi thôi. Thế còn bản thân khi mà các cái trường hợp ví dụ như là F0 mà mức độ bắt đầu có triệu chứng từ mức độ nhẹ đến trung bình, tức là theo dõi điều trị ở nhà, thì có thể cân nhắc sử dụng các cái thuốc kháng virus đường uống. Tuy nhiên là chúng ta sẽ lưu ý mấy vấn đề như sau. Mỗi một cái loại thuốc đó thì nó lại có các cái chống chỉ định. Dạ. Thường thứ nhất là những cái chống chỉ định chính, ví dụ như là không sử dụng cho trẻ dưới 18 tuổi. Vì đa phần là những cái thuốc này nó tác động vào cái cơ chế về gen, một số cái thì nó tác dụng trên cái sự phát triển của
các cái mô sụn thì nó cũng ảnh hưởng. Thứ hai nữa, cái nhóm là các cái phụ nữ có thai và cho con bú, hoặc là những cái người mà có dự kiến có thai thì cũng sẽ không có cái chỉ định trong câu chuyện này. Ngoài ra thì thuốc cũng có những cái tác dụng phụ không mong muốn, và có những cái chống chỉ định cho các cái trường hợp mà suy thận với mức lọc cầu thận là suy thận nặng, mức lọc cầu thận dưới 30, hoặc các cái trường hợp mà có suy gan hoặc các cái rối loạn đông máu thì cũng hết sức là cân nhắc. Tức là nếu chúng ta cần dùng thì chúng ta cần phải chú ý rất là nhiều những cái vấn đề, đúng không ạ? Và chủ yếu là chúng ta cũng cần phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ đồng hành. Và đó cũng là một trong những cái thông tin rất là hữu ích để cho quý vị khán giả có thể nhận biết được, và chúng ta cũng là một trong những cái lời khuyên để cho quý vị khán giả chúng ta tự biết bảo vệ bản thân mình. Và cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì chúng ta các F0 thì cũng sẽ vững vàng hơn, và chúng ta sẽ sớm tìm lại được cái sức khỏe và bảo vệ cho sức khỏe bản thân, gia đình cũng như là cộng đồng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.